Dạ, mến chào mấy anh đã quay trở lại với kênh xe rùa hàng Nhật Bãi của em nha. Hôm nay em sẽ lên cho mấy anh một cái con Kubota ba bánh này nha mấy anh. Con này thì trọng tải nó 500 kg nha mấy anh nha. Đó, em sẽ vô chi tiết cho mấy anh xem nè. Này nó có đèn mà đèn của nó bị bể cái này rồi mấy anh. Mấy anh về mấy anh nghiên cứu mấy anh ấy ha. Đây là ga nha mấy anh. Này con chạy và thắng ha. Những con này nó rất là đơn giản và dễ sử dụng nha mấy anh nha. Con này là nước sân rin của nó luôn ha. Màu xanh rất là đẹp. Đầu nó nè mấy anh. Đầu theo xe luôn nha mấy anh. Đầu rin ha. Và số của nó là 3 tới 1 lùi nha mấy anh nha. Là nó đi đầu GH170 6 ngựa nha mấy anh nha. Đầu này thì rất là thịnh ha mấy anh. Mấy anh rành thì mấy anh cũng biết ha. Cái đầu này thì rất là thịnh hành. Con này là có đề nha mấy anh. Con này không có ben ha. Con này mà có ben nữa thì không có chê chỗ nào luôn á mấy anh. Điều nó không có ben ha. Đây. Thùng nó thì ngang 1m1, dài khoảng 1m8 nha mấy anh nha. Em sẽ quay gầm cho mấy anh xem ha. Đó. Gầm rồi thì rất là liền lạc. Máy này á, là về là em qua dọn vệ sinh sơ thôi là em quay ha. Chứ không đụng gì tới máy móc nha mấy anh nha. Đảm bảo là máy móc còn rin ha. Đó. Con này là có đề nè. Nhưng mà em quay sao em bán vậy thôi. Em không có bao đề, không gắn đề cho mấy anh đâu nha. Về mấy anh tự độ chế ha. Con này thì bánh nó, bánh này nó to lắm mấy anh, nhưng mà nó lại bị rạn rạn rồi đó. Thì em quay thì có sao em bán vậy ha mấy anh ha. Mấy anh xem có phù hợp với công việc của mình thì mấy anh chốt nha. Thùng của nó thì rất là to và dày đó. Rất là dày nha mấy anh. Cái thùng này thì mấy cái bên mép này nó mục rồi, cho nên thợ em đã làm lại nhưng mà rất là đẹp ha. Làm lại nhìn rất là bài bản và đẹp. Mấy anh xem có phù hợp với công việc của mấy anh thì mình chốt nha. Rồi bây giờ em test máy cho mấy anh nghe nha. Cửa hàng em là ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nha mấy anh. Mấy anh ở gần thì có thể đến xem máy thoải mái ha. Số Zalo em là 0835 585879. Em là Tuyết nha mấy anh. Trước khi đến thì mấy anh cứ gọi điện cho em trước nha. Đó, còn anh nào ở xa thì mấy anh mua thì mấy anh đặt cọc cho em 20% giá trị của con xe rùa nha mấy anh nha. Đó, thì em ship tận nơi luôn ha. Ở đâu em cũng ship được hết đó nha mấy anh. Con này giá em bán tại cửa hàng là 19 triệu 500 nha mấy anh nha. Đó, thì mấy anh xem có phù hợp với công việc của mình thì mấy anh chốt nha. Bên em còn rất là nhiều xe rùa ho chưa dọn. Nói chung là dòng nào em cũng có hết á. Nhưng mà bên em thì thợ cũng hạn chế cho nên là chưa có dọn kịp nha mấy anh. Thì mấy anh yêu thương em thì nhớ cho em một nút đăng ký và theo dõi em nha. Mấy anh xem con này có không ưng ý á, thì mấy anh theo dõi những cái video tiếp theo để chọn được cái con xe rùa ưng ý nha mấy anh. Rồi mến chào mấy anh nha. Hẹn gặp mấy anh ở cái video tiếp theo nha mấy anh.